Cái này để xuống như vậy là coi mới đẹp nè. Cắt này ra bỏ, nếu mà sửa là cắt ra đó bỏ đó. Cắt thì bỏ nè, cắt hai này bỏ nè, hoặc ghép rồi cho nó gầy vậy nè. Cái này mà dân mới biết chơi rồi dọn cái này kìa. Dạ. Yeah. Về ghép này nó có dán sẵn rồi. Để sẵn luôn rồi. Cái này mình cấp lấy nhỉ, như xe tàn hết mặn quá.